Xin chào các bạn. Sáng giờ làm việc online xong rồi bây giờ xong công việc rồi đi ra công viên ngồi nghỉ mệt chút. Mình hôm nay là ngày số của cái Powerball với lại Superlotto. Mình có ra mình mua vài tấm xong rồi lỡ mua luôn cái tờ vé số mới này. Cái này nó có 3 giải. Giải 1 triệu, giải 750 chứ giải nửa triệu. Thì mình trúng giải nào cũng được, ba cái độc đắc đó là trúng bao nhiêu đó là đủ xài rồi. Đủ sống. Giờ mình cạo thử chơi cho vui. Sao tự nhiên thấy đau đau ở trên cái da cái ngoài sau này mà. Không biết nó bị gì. Anyway, hôm qua đi gió không ta? Hôm qua đi tiệm ăn cho thằng con birthday của nó đó. Này là hàng bonus nha. Cái game này game mới. Cái game kia đã cũ rồi cho nên người ta trúng cũng hết, gần hết mấy cái lô độc đắc. Bốn cái hàng bonus là phải ra cái số rồi mới trúng được, thí dụ như 50, 75 với lại 150 không có trúng. Qua dẫn con đi ăn Fogo de Chao là cái tiệm bán barbecue thịt nướng của người Ba Tây đó. Mình ăn ít thôi nhưng mà mình cũng thấy rất là guilty. Giỏ quá, biết nó ồn dữ không. Đây là cái hàng số của mình đây, rồi mình sẽ cũng nếu như mình có cái trùng số thì mình sẽ trúng cái giải đó, giống như cái game đen đó thôi nhưng mà cái giải khác. Cào cái số đầu rồi mình cách nghĩa cho các bạn nghe, rồi mình sẽ tự cào hết luôn. Cái số đầu mình cạo là 34 thì mình coi thì không có cái số nào trúng hết á. Nếu như mà mình có một số 34 ở trên đây á là mình sẽ trúng 250. Rồi, đó là coi một số rồi đó. Thằng con thích ăn thịt lắm cho nên dẫn nó đi ăn. Hàng đầu thì không trúng gì hết rồi. Bữa nay là coi như mình phải ăn trừ lại ăn rau luộc thôi. Tranh thủ bị sót ruột phải kiếm cái gì uống cho nó. Ăn rau thường tự nhiên khoảng 8-9 giờ tối đói bụng sót ruột. Mình phải tranh thủ kiếm cái gì ăn cho nó giảm sót ruột. Phải cử gạo với cử thịt nó cho nên cũng khó. Sáng giờ mình thấy guilty quá, là thấy tội lỗi quá cho nên ăn cái buổi sáng chắc chút đỉnh là tới giờ chưa ăn nữa. Không trúng gì hết, hai hàng rồi coi như chặt lắc hết đó. Không trúng thì thôi. Mười hai, 43, 22, 14, 21, cũng chặt luôn. Thôi hàng cuối của mình đây. Cái gì đây? Phone kêu, nhộng quá, nhưng nhộng nhộng. Số lạ, dẹp luôn. Số lạ là không có bắt nha.
chặt lắc chắc quá, khó chịu quá. Ok rồi, xong. Đi ra ngoài đây coi có mấy con vịt không, coi chui cho vui. Mấy này không ra, không có đi coi mấy em vịt, đi coi có thấy không nha. Mình ngồi sát bên cái bờ suối đó nè. Ôi à, đây mấy em vịt. Xin chào mấy em vịt. Ốp, chạy xuống. Nhát lắm, mấy con này là vịt trời hoang á, cho nên nó không có gặp người ta, nó sợ lắm. Nước bắt đầu chảy ít lại rồi, không có nghe tiếng suối nữa. Sao hôm nay muốn đi bộ mà thấy quải quá các bạn. Có cái chỗ nào mình ngồi nói chuyện chơi cho vui. Kiếm gốc cây này. Chỗ này có người ta ngủ ở đó nè. Băng qua suối. À, cái dép mình dép da đi qua bệnh mất công ướt hư. Xin chào các bạn. Mấy hôm trước mình có kể về cái chuyện mình đi đăng lính rồi học tập huấn luyện, xong rồi ra học lái xe là làm cái nghề của mình đó. Thì hôm nay mình ngồi mình kể nốt cho xong một cái series này cho về lính của mình. Mai mốt kiếm đề tài khác tốt vui vẻ nói chuyện luôn, nói cho vui. Thì sau khi học lái xe rồi đó thì mình có cái bằng gọi là refueler, là một cái bằng cao nhất của những người trong ngành vận tải, trong lính thủy quân chiến. Mình có quyền, mình có thể lái xe chở đạn, bom đạn, chở xăng nữa, là cái loại xe mà tiếng Mỹ gọi là semi trailer, là tiếng Việt Nam không biết, liền nó có là có cái đầu xe, xong rồi nó sẽ kéo cái thùng ở ngoài sau, hoặc là kéo cái gì, nghĩa là cái bếp, cái xe truck không, rồi chất đồ lên, hay là cái thùng nước, thùng xăng, rồi đủ thứ hết. Anyway thì học xong rồi mình ra trình diện thì mình vô trong một cái company, là tiếng Việt Nam là gì chứ? Platoon là nghĩa là ba cái platoon đó là một cái company. Một company là một platoon là một cái tiếng Việt Nam không biết. Nghĩa là platoon, squad, platoon, rồi tới company, rồi tới division. Thì mình vô trong một cái division đó, cái group nó có cái gọi là First Marine Expedition Force, là đã đóng ở San Diego, San Diego County, nghĩa là nó gần giữa Los Angeles với lại San Diego. Thì mình đóng ở đó thì trình diện vô cái đơn vị của mình thì mình được vô trong một cái motor pool, là cái chỗ đó nó có xe Jeep, xe đủ loại xe. Thì công trong cái đơn vị đó là vận tải mà, thì sáng nào tập hợp chạy bộ rồi xong rồi thì ăn sáng rồi tắm rửa rồi clean up cái barracks, cái chỗ mình ở đó, rồi bắt đầu tập hợp lại đi ra cái motor pool đó. Nếu như mà không có việc gì thì mình phải đi mình bảo trì cái xe,
Còn thí dụ như có nhiệm vụ thì lấy xe chạy đi đến chỗ này, đi đến chỗ kia, lấy chở lính đi đây, chở lính đi đó, chở đạn đây qua đây, tiếp tế này, tiếp tế nọ. Cái đó là công việc mỗi ngày của mình á. Thì lâu lâu thì lục chiến phải tập đánh giặc. Thì lúc tập đánh giặc thì có thể có Air Force, là có không quân nè, có thể có hải quân nè, có tiểu lục chiến, như là hợp tác đánh với nhau, tập cho quen vậy đó, là communication với lại này nọ đó. Thì lúc mình đóng ở đó thì thường thường hay ra sa mạc tập lắm. Ở 29 Palm mình có kể chú đỉnh rồi, thì cái chỗ đó nó gần từ Los Angeles đi nha, đi về hướng hướng East, là hướng đông á, của Las Vegas khoảng chừng 4 tiếng hay 6 tiếng gì đó mình quên mất. Thì tới trong đó, giữa sa mạc đó là có một cái trại lính Mỹ, ở trong nó lớn lắm. Thì là có cái bãi để cho tiểu luân chiến tập thả bom nè ha, rồi có cái chỗ để mà tập pháo kích nè ha, rồi có cái chỗ tập để lính chạy tiếp tế này nọ, nó giống như ngoài dàn trận, giống như ngoài trận thiệt vậy đó. Thì ra đó nhiều khi ở 2 tháng, nhiều khi ở 3 tháng, thì mình cũng giống như là cấm chạy luôn, không có được đi chơi phép nữa, tại vì đó là mình tập đánh giặc mà. Thì nói thật ra thì trong 3 tháng nó rất là chán, tại vì cứ tập đánh giặc không mà không có, đâu có giặc thiệt đâu. Mình xe chạy tới chỗ tối nào thì mình có cái vị trí ông trung sĩ, ông chỉ mình đậu xe đây, thằng kia đậu đây, để đậu xa xa nhau vậy đó. Và khi tối mà mình đậu lại, mình phải che cái liều mà cái lưới của nó lên đó, mình gọi là hóa trang cái xe, là chung xe trong dưới là khó có ai biết được. Ở trên nhìn xuống là không biết được là có chiếc xe nhà binh đúng không. Thì nhiều khi mình đậu bên kế một chiếc xe tăng, mình đậu khoảng chừng nó cũng khoảng 100 thước đó nha, mà mình ngủ sáng cái vậy, nó khoảng 5 giờ sáng bắt đầu nó tập bằng rầm một cái. Nhớ lại Việt Nam, những cảnh Việt Nam khi là mỗi lần mà tập đánh thì trực thăng nó bay rồi bắn giống giặc vậy đó. Thì mình nhớ, công nhận mình nhớ hồi thời chiến Việt Nam, lâu lâu mình có nghe bom gì, tại mình ở Sa Đéc có nhiều nhiều lúc mà lính Mỹ với lính Cộng Hòa lúc biết ở đâu có nằm vùng hay là gì tấn công, nên họ đi họ đánh, mình nghe tiếng máy bay, tiếng trực thăng, rồi tiếng máy bay chuối xuống thả bom này. Làm mình nhớ là những cái kỷ niệm đó. Kiếm chỗ cho nó đừng có gió lắm để nói chuyện chút. Mình ngồi xích xích cạnh cái frame lại cho nó đúng không, ngồi cận quá. Ok, kể tiếp thì trong cái cuộc sống lính thì đi làm bình thường thôi, giống mình có cái nghề nào đó thì mình làm cái việc đó. Mấy người cook thì là đi làm nấu ăn, còn mấy người sửa xe thì sửa xe, mình tài xế thì mình chở xe, còn mấy thằng lính infantry thì nó tập đánh giặc, nó học về súng đạn, học về bom, nó học thêm những cái vũ khí mới. Mình lúc trong quân trường thì chỉ học những cái căn bản, cái súng M16 thôi. Thì đời sống cũng vui, lính lãnh lương không có bao nhiêu, nhưng mà ăn uống thì có rồi, quần áo thì chỉ có mua đồ civil, đồ thường thì mình tốn tiền thôi, còn quân phục thì mình có. Gió lại gây là thổi lên nữa là khó nói chuyện, khó nghe hả. Rõ quá, được. Ngồi ngoài công viên gió quá, sợ mình nói không nghe rõ đó, mình
có mua một cái microphone mà cứ quên đem theo ngoài à. Rồi mình đang kể tới đâu nha? Thì đang kể về đời sống trong lính ở cái trại Camp Pendleton ở bên Mỹ. Thì ở đó là có cái thành phố gọi là Oceanside đó, cũng rất là dễ thương, đó là thành phố biển. Thì ngày không có làm việc thứ bảy chủ nhật gì đó mà không có gọi là on duty, là không có trực á, là thì mình đi ra ngoài đó chơi hoặc là đi xuống San Diego rồi đi tuốt lên, đi xe bus lên Los Angeles, Hollywood để chơi, khám phá vòng vòng gần gần vậy đó, cũng rất là vui. Thì có tiền thì đi chơi, còn đến lúc hết tiền thì ở trong trại mua bia về uống. Ở thì ở trong tập thể, trong một cái nhà dài vậy nè, rồi cái mỗi một cái giường có hai thằng lính ngủ cách nhau vậy đó. Thì cuộc sống đó cũng bình thường, thời đó thời 80 cho nên những cái nhạc Michael Jackson rất là thịnh hành, mình còn nhớ. Rồi phim thì Ghostbuster, rồi mấy cái phim Eddie Murphy, rồi diễn rồi đó, mấy cái lúc đó cứ cuối tuần ra coi phim rồi đi đi chơi vòng vòng vậy đó. Mình nhớ lúc đó mình còn để dành tiền được mấy tháng cái mình đi ra mua cái Apple Computer cái Mac, cái đó là cái máy đó, cái đầu tiên của mình mua, mình nhớ gần 3.000 đồng. Mà cái máy computer đó rất là yếu, chỉ có floppy disk thôi à, mình đút vô là chỉ lưu được có 128 megabit thôi à. Đúng rồi, nghĩa là mình viết program, mình cũng đang học program rồi mình viết program rồi lưu nó vô thôi là viết này nọ để học tiếng Anh rồi mình tập viết vậy đó. Rồi có mang theo cuốn sách calculus, cuốn sách là đạo hàm á. Mình ở đó mình trước khi vào lính thì mình đã nghỉ ngang thì mình học hết. Mình đã nói là mình không có cái bằng cấp trung học cho nên mình phải vô đó mình học đại số nè, rồi hình số, rồi lung tung lên trên mấy cái lớp toán đó. Thì mình học gần tới đạo hàm calculus thì mình nghỉ, cho nên mình mới quyết định khi mình vô trong lính mình cũng vẫn đi theo mình học, đặng mai mốt mình ra lính thì mình học tiếp. Mấy người lính kia nó thấy mình là tối ngày cứ computer với lại làm toán calculus, nó nói mày chán quá vậy đi nhậu, không ăn đi nhậu đi kiếm gái đi chơi nhậu suốt ngày vậy đó. Nhớ rồi đó, cái Apple nó rất là mắc luôn, và nó yếu hơn là cái iPhone bây giờ đó. Anyway thì những cái gadget mà cái electronic của mình nhớ là cái tape player gọi là cái gì quên rồi, Sony recorder hay là gì đó này. Cái là xịn lắm á, mua một cái rồi gắn cái earphone lên nghe. Cái tape thì mình mua nhạc thì nó có đã gắn 10 bản. Khoảng 10 bản nhạc. Và đi phải xách thêm cái bịch đựng thêm nhạc. Vui lắm. Rồi đời sống trong lính thì có một cái là mình mấy thằng lính mới hay bị mấy thằng lính cũ nó dụ lắm. Nó sắp bị đi ví dụ như đi trình diện đơn vị khác. Cái nó mượn tiền mình. Nó tới nó nói cho tao mượn 20 hay là mấy chục gì đó. Mai tao trả. Mình đâu biết đâu, mình cho nó mượn xong sáng hôm sau nó đi mất tiêu luôn. Nghĩa là nó mình mà có hên lắm thì mình gặp một năm sau mình mới gặp lại nó. Tại vì mỗi một cái tour đó đi là tới một năm trời lận. Còn bị nó mấy người đó nó chơi cái máng cái trò đó.
Nên lần sau này mấy nào mượn tiền là dẹp đi, không có cho nữa. Nhớ cái gì vui trong dạ thì chỉ có trong năm thì những tháng không có tập trận thì làm việc bình thường, rồi trong lính thì mình phải xây phiên nhau đi gác nè, rồi thay phiên nhau rửa chén, thay phiên nhau giữ gìn cái trại lính vậy đó. Thì ở đó cũng hơn một năm mấy thì mình có một cái tour of duty mới là mình đi qua tới bên Nhật Bản Okinawa, lúc đó mừng lắm, rất là thích, trời ơi được đi nơi nước ngoài mà nước Nhật nữa, ai cũng nói nước Nhật là đẹp lắm. Rồi cái được về phép cũng một tuần, xong rồi cái sau đó là bắt đầu ra phi trường bay về LAX, từ San Jose bay về LAX, xong rồi lấy một cái chuyến bay bay quay về Okinawa, Nhật Bản. Khi mà bay tới nơi, sắp tới nơi rồi, nhìn ra cái sổ mình nhìn wow, biển đẹp quá trời luôn. Rồi cái đảo nó rất là đẹp, trên nó nhìn sánh lè vậy. Mình chưa có đó, mình chưa có tiền đi đâu chơi á. Mình mới qua Mỹ có 3 năm mà nên mình thấy trên nhìn xuống nhìn nó rất là đẹp luôn. Rồi cái máy bay đáp xuống đi được xe nhà bên chở đến cái trại của mình trình diễn vô, rồi bắt đầu thì cũng làm việc thường thì cũng lái xe vậy đó, cũng là ngày mình lái xe. Nói tóm lại là cái trong 3 năm mình phục vụ active là không có bị chiến tranh ở đâu hết. Chỉ có một chiến tranh nhỏ ở bên Grenada thì nên mình không có bị gọi đi đánh giặc, chỉ đánh tập trận không à. Thì ở bên Nhật mình cũng làm việc giống vậy đó, nhưng mà thích cái là ở bên Nhật một cái nước lạ phải không, mình thấy bắt đầu mình thấy rất là thích Nhật, mình cũng bắt đầu mua cuốn sách nhỏ, bắt đầu học tiếng Nhật. Mới đầu mình nghe tiếng Nhật mình khó chịu lắm, gì mà arigato hay rồi gì mình, nhưng mà nghe riết cái tự nhiên thấy nó hay, nhất là con gái Nhật nói chuyện nghe nó hay sợ luôn. Rồi cái cũng bật học lóm gì đó, nhưng mà khổ cái mình không có đi ra ngoài chơi gặp dân Nhật Bản nhiều. Ồ, để mình chắc có thầu không nhỉ, nhiều khi ok. Có lúc mình ngồi mình nói lảm nhảm mà mình không có thâu. Rồi chắc mới... Anyway thì ở bên Nhật cũng rất là vui. Ở trong cái barracks thì có cái tủ bán nước ngọt, có cái tủ bán bia. Bên Mỹ thì nó không cho bán bia ở trong cái chỗ mình ngủ, nhưng mà bên Nhật thì nó tại vì nó nghĩ mình buồn á, cho nên nó cho phép mình uống. Một lon bia có 25 xu à, cho nên khi mà hết tiền để đi ngoài phố chơi rồi thì có chừng đồng bạc là mua được 4 lon bia uống là xin xỉn rồi, là ngủ cũng vui rồi, coi tivi. Tivi Nhật cũng rất là vui, tại vì nhiều cái phim Mỹ mình coi bên Mỹ, ví dụ như Clint Eastwood, phim cowboy vậy đó, rồi nó nói bằng tiếng Nhật không mà mắc cười lắm. Như Clint Eastwood nó nói arigato hey. Nghe riết cũng vui vui. Rồi cái bên Nhật thì trên TV nó chiếu, nhiều khi nó chiếu khỏa thân trên ngực của con gái không sao á, cho nên mình thấy làm lạ. Bên Mỹ này thì đâu có được, đâu có chiếu trong TV thường à, không được, chỉ phải có cable thì nó mới có chiếu vậy thôi. Lâu lâu cái trên TV mà có chiếu nghĩa là khỏa thân ấy, là mấy Mỹ lá sùm lên ấy, boop TV là TV vú, coi TV vú súng nhau coi. Ôi, vui. Cái đảo Nhật thì cũng Okinawa rất là đẹp luôn. Rồi cuối tuần này có một bạn có chiếc xe nó chở mình đi vòng vòng trên đảo chơi vậy đó.
mấy tuần đầu mình cũng là tài xế lái xe từ trại này qua trại nọ, thì mình bên Nhật là lái xe bên tay trái phải không? Và cái xe nhà bên mình thì cái tay lái nó vẫn cũng giống như bên tay trái luôn, cho nên khi mình lái mình tay trái là mình ngồi tốt ở bên đây, cho nên cũng khó thấy lắm. Một là vậy, hai là mình chạy ở trong thành phố thì mình còn ráng để ý, mình nhớ mấy tuần đầu á, bên trái rồi quẹo trái qua trái rồi ngày nọ, thí dụ như quẹo trái thì cua sát bên trái, quẹo vô trái lên trái cũng quen rồi. Cái đến lúc mình lái xe ra ngoài ô lái cũng 20 phút, tự nhiên cái mình ngồi mình cái xe mình nó mình ngồi mình suy nghĩ gì đâu biết, lấy xe mình chạy ngược lại bên tay phải lại chạy ta nó đang tàn đàn tàn đàn tàn đàn hơi, tự nhiên chiếc xe chạy tới ô chết mau rồi, quên tấp lại bên tay trái bên kia nhá đèn, thấy mình chạy ra ngược đường. Vui lắm, mấy 2 tuần đầu mình bị vậy đó. Rồi cuối tuần tối là cuối tuần đi ra mấy cái câu lạc bộ Mỹ mình uống bia này đó, thì có mấy chị Việt Nam mà lấy chồng Mỹ, lính Mỹ đó, làm ở chồng mình đâu biết đâu, tự nhiên hôm mình biết được cái mấy chị nói ô vậy em Việt Nam á, nói đi cuối tuần vậy em tới nhà chị đi rồi chơi ăn uống rồi này nọ, nấu lâu lâu nấu phở, lâu lâu nấu thịt nướng bánh bún này nọ vậy đó, thì cũng thích lắm. Tại vì mình trong trại lính thì mình ăn toàn đồ Mỹ không à, lúc đó thì đâu có được đi ra ngoài mà đâu có bán đồ Việt Nam đâu, chỉ hên là quen được mấy chị đó. Thì có hôm nào mà chỉ làm tiệc làm gì thì kêu tới mình, lúc đó mình gặp một thằng Việt Nam cũng đi lính trong trong trại đó, có 2 thằng Việt Nam gặp một thằng nữa chứ, ba thằng thì đến cuối tuần 3 thằng xách cái túi nhỏ nhỏ xong rồi 1, 2, 3 bộ quần áo gì đó, rồi cái đi đến nhà mấy chị đó ngủ chơi qua đêm thứ bảy nhật phải về chạy lại. Thì tới đó rồi mấy chị cài sòng bài quýnh rồi mình không thấy lớp tao uống bia rồi mấy tiệc của mấy đứa con chị mấy đứa nhóc á, rồi bết đê này nọ cũng vui lắm. Rồi mấy chị suối nói vô trong PX mua rượu whisky á, tụi Nhật nó thích uống whisky Mỹ lắm, mà vô trong PX mua một cái chai rượu như cần nửa lít hay gì không nhớ nữa, có chừng 15 đồng, chỉ nhờ mua, nhưng mà mình mỗi thằng mua được 2 chai rượu vậy trong tháng vậy đó. Mua ra thì mình tưởng mua dùng cho mấy chị thôi, thì mua ra đưa xong rồi tưởng đưa lại, thì ví dụ như 2 chai 30 đồng mình tưởng chỉ đưa lại 30 đồng, ai ngờ chỉ đưa lại 100 đồng hết. Gì nó có 30 đồng mà nó không cầm lấy đi, chỉ cắt cho tụi mày kiếm tiền thêm vậy đó. Một cái chai đó như đem ra bán như tới 50 đô một chai hay sao á, biết đó mà nhớ thôi chứ chỉ đưa nhiêu từ bên này, coi như là mình chai 15 đồng mà mấy chị đưa lại hình như là 40 đô một chai hay sao, thì coi như mình lời gần tới 25 đồng. Mấy chị giờ còn bán lại thêm 10 đồng nữa, đúng rồi, rồi. Cũng như là chia ra đó. Thì cũng vui lắm. Rồi gì nữa ta? Yeah, thì ở bên Nhật lúc đó mình ngộ một cái là mình không có biết ăn sushi. Mình nhìn sushi mình nói cá sống mình đâu dám ăn đâu, nhưng mà khi mình trở về bên Mỹ lại thì đi làm mấy bạn rủ đi lên San Francisco ăn sushi, thì lúc đó mình mới ăn thử thì mới thích cho mê luôn. Ở bên Nhật thì lại không dám, không biết ăn. Xin lỗi, mỗi lần mình đi ra ngoài biển ở bên Nhật chơi á, thì bên Mỹ này thí dụ như mùa hè mà tụi nó ra biển nó hay thích nướng thịt lắm, mùi thịt nướng rất là thơm nguyên cái bãi biển luôn không. Còn bên Nhật thì ngộ nó lại thích nướng mực tươi, nó nướng mực rồi nó bỏ cái gọi là teriyaki sauce, trời nó thơm nguyên một cái
Mình nghe cái mùi mình chịu hết nổi luôn á. Tại vì mà của mấy Nhật tư nhân cho nên mình không có mua được, cho nên thèm lắm. Lâu lâu thì ví dụ như có cái festival là cái lễ gì á, rồi tụi nó bán, có mấy cái chỗ bán đồ ăn thì nó mới có bán, thì lúc đó mình ăn thử rồi nó rất là ngon luôn, mật tươi. Và cái chấm cái teriyaki sauce nó thơm, rồi cầm bia uống, quá đã, quá vui luôn. Đó thì gì nữa ta, nhiều chi tiết cũng vui lắm mà mình ngồi đây mình nhớ không nhớ hết. Yeah, thì ở bên đảo mình nhớ là hay bị typhoon, nó là bão đó. Rồi mỗi lần bão như vậy thì không có lính, không có đi làm được, tại vì gió nó thổi rồi ở ngoài cũng bị cấm trại luôn tụi bạn á, cho nên mình cột xe, cột thí dụ như ở ngoài sân bay thì tụi nó cột máy bay xuống hết rồi, bắt đầu nhốt mấy lính về trong trong trại, trong chỗ ngủ á, thì tụi nó bắt đầu gọi là party, mở nhạc lên ở ngoài bão, nhưng ở trong trại thì khoái lắm, tại nghỉ đâu có làm gì đâu. Rồi bia thì có thẳng ở trong mấy cái máy đó, là cứ 25 xu lon bia uống đã, uống xỉn. Mỗi lần bảo thích lắm. Rồi ở đó nó có một cái phi trường không quân gọi là Kadena Air Base, thì nó có những cái chuyến bay của không quân bay qua Philippines, rồi bay vô mainland Japan. Và lâu lâu có một vài chỗ trống vậy đó, mình muốn đi mình bỏ 10 đồng đi, mà mình chỉ đi có trong tuần thôi, là không thôi lâu lâu mình xin phép được thì mình đi. Thì mình cũng tính định đi vô trong mainland Japan, trong Nhật cho biết vậy đó, mà mùa cuối cùng mình không có đi, tại chết nhát quá, đi mình phải ngồi chờ 10 đồng một cái chỗ, mà lỡ thí dụ cái chuyến bay về mà không có chuyến bay về thì mất trễ rồi. Mà mấy người lính kia thì nó gan lắm, nó đi qua Philippines chơi cuối tuần. Lúc đó thì Philippines nó có giữ trại lính Mỹ gọi là Subic P, có thể mình tới đó rồi mình vô trong trại đó mình ngủ khỏi có tốn tiền hotel vậy đó. Mình nhớ lúc đó mình nhìn về hướng biển, mình cũng nhớ Việt Nam, mình thấy Việt Nam cũng gần đây, mà nếu như từ Okinawa bay Việt Nam thì chắc cũng bằng đường từ Taiwan bay về Việt Nam, thì Taiwan gần cái Okinawa lắm, thì như là 4 tiếng đồng hồ á. Mình thấy Việt Nam rất là gần nhưng mà rất là xa, lúc đó Việt Nam với Mỹ là chưa có chơi với nhau. Liên lạc với Việt Nam là cũng rất là khó, là phải viết thơ thôi à. Viết thơ mà toàn là nói tiếng lóng không à, nói tiếng à. Ví dụ như mình nhớ có bà con á, làm thợ bạc, mà muốn gửi tiền, gửi vàng về Việt Nam á, mà mua cái quần jean á, rồi trong cái lai á, nó bỏ bạc dụng vô trong, vàng dụng ở trong á, rồi gửi về. Rồi phải viết cái lá thơ riết rất là khéo, nói cái quần này rất là tốt, đừng có bán. Rồi nên biết làm sao mà cho bên đó hiểu á. Rồi mà cũng hên xui, lỡ bên bến không hiểu, đem bán cái quần đó đi là coi như mất luôn cái vàng đó. Nghe bà con kể là vậy, mình không có vậy, mình chỉ có gửi... nhớ mình gửi về nhà, gửi mua quần jean với mấy thước vải rồi gửi về vậy đó. Rồi mình nhớ như vậy. Rồi mình thấy ở Việt Nam gần quá mà mình không có được về. Ở bên Nhật đó cũng được năm, thì đến khoảng tháng cuối mình cũng nhớ nhà Mỹ quá trời luôn. Không chờ mong mỗi ngày. Lúc đó thì công tác mình cũng rất là ít rồi, không có được đi chạy linh tinh lăng tăng nữa, chỉ có làm việc ở trong văn phòng chờ ngày đi về thôi. Thì họ lên phỏng vấn mình, hỏi mình muốn đăng lính lại không, thì mình đã đăng 6 năm rồi, nhưng mà bên 3 năm thì mình muốn ra để đi học, cho nên mình nói mình muốn đi học cho nên mình không có đăng nữa.
thì nó nói tại vì mình cái record tốt, mình không có quậy, không có gì hết, cho nên nếu như mình ở lại thì nó sẽ cho cái bonus 5-6 ngàn gì đó, rồi mình được quyền chọn ví dụ như mình muốn ở đóng ở đâu. Và thấy lưu chiến thì có đóng trại San Diego, rồi trại ở bên North Carolina, rồi bên Nhật. Rồi ngoài đó thì những cái tòa đại sứ là có lính thi lưu chiến hết, tòa đại sứ nào của Mỹ là cũng có lính thi lưu chiến. Thì mình muốn ở nước nào mình có quyền mình chọn vậy đó. Nhưng mà cuối cùng mình nói thôi không được, mình đã quyết định về đi học rồi. Đó thì đến ngày được bay về Mỹ thì mình nói mình ở bên Nhật năm, nhưng mà mình cũng chưa có đi ra khám phá cái đảo đó rất là hết. Đảo rất là đẹp, mình nhớ mình nói mình hứa sẽ ngày mình sẽ trở lại. Đến bây giờ là 30 mấy năm rồi mình chưa có trở lại Nhật Bản. Và mình cũng học tiếng Nhật làm tới bây giờ mấy chục năm rồi, mình chỉ lập bập vài câu. Ví dụ như gặp Nhật mà nói chuyện thì mình không biết rồi. Coi phim thì lâu lâu hiểu một chữ hai chữ vậy thôi à. Bởi vậy nói học ngoại ngữ mà không có nói là coi như bù chắc. À, thôi thì bay về Mỹ lại rồi bắt đầu làm giấy tờ ra lính. Thì lúc đó nó khám sức khỏe, make sure là mình không có bị gì hết. Rồi nó cho mình disable discharge rồi. Cho một cái vé máy bay bay về, thí dụ như mình ở San Jose bay về San Jose, ở đâu thì bay về đó vậy đó. Rồi cầm giấy tờ, goodbye lính đi ra, rồi xách ba lô của mình đi về, ra phi trường đón máy bay về. Lúc đó về thì bắt đầu cũng không biết làm gì, cũng chưa ghi danh đại học nữa, cứ đi lân tan. Mấy bạn thân mình lúc đó thì nó đi về Texas, Houston nó ở hết trơn rồi. Lúc đó cái mình cũng nha, mình đi về bên đó thăm tụi nó một chuyến. Cho nên mình cũng có đến Texas ở khoảng cũng thời gian. Thì hôm nào thì mình sẽ kể câu chuyện đó. Bây giờ thì cái clip này cũng hơi dài, thôi mình xin tạm dừng ở đây. Hôm nay kể chuyện cái bộ Đức Khúc mà cũng không có nhớ nhiều cái vui thú vị. Hy vọng các bạn nghe đừng có chán. Và xin chào nha, bye bye.